Nhẹ 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 nhàng thôi, không cần phải ồ ạt đâu mà làm quá nó trốn hết á. Mấy anh em đang phát hiện cái bầy la le đang nở. Rút rồi, đi đâu rồi phải không? Đi đâu phải không? Trong đó đúng không? Đây. Con đứng đây đi. Kìa nó kìa. À, đó. Bây giờ lùa qua đây. Lùa nó qua cái khoảng trống này nè. Vô cỏ là nó trốn nó lặn dữ lắm. Đâu. Để câu qua bảnh lùa qua. Đó. Hai con đó, trống mái. Đi, qua bên kia. Ở đây đi, mình chuẩn bị giờ. Thằng Thanh phải có cây vợt nữa, hoặc là con có cái cây gì nữa không dí nữa Thanh. Để mình đi qua đây ha. Bắt cái bầy la le đang nở vô cho các bạn xem. Bị hoài luôn, lâu lâu bị không hay cái nó nở ra hoài luôn. Con này nó đang đẻ lần quần ở đâu đây. Các bạn biết là cái mùa này là cái mùa la le nó sinh sản, bắt đầu cái mùa mới thì có những ổ mà nó sung nó đẻ trước đó. Sung nó đẻ trước thì nó mình không hay cái nó dẫn con ra. Cái cầu đi được không? Cầu đi cũng được, rớt xong. Đây nè quay. La le thích đẻ trong những cái bụi cỏ này lắm. Rồi mình không kiểm soát được. Nó sẽ rồi. Lấy cây rồi. Lấy cây cầu rồi. Ở bên cái bờ đề hôm nay. Sáng con nói cái ổ này đó phải không An? Nó nằm dưới cỏ chỗ này nè. Sáng nói ổ này phải không? Cái ổ này nở nè phải không? Trứng này trứng đây nè, những cái vỏ. Nè các bạn, cái những cái ổ đẻ của con chim le le mà mình làm cho nó đẻ nè. Vô cái phía bên đây á. Bữa hôm anh mấy anh em phát hiện ra rồi. Này, nó mới nở nè, cái vỏ này nó còn ướt, mới nở, chim mới nở. Thì nó còn ướt nên nó chắc có thể là nó nở được khoảng ngày. Khoảng ngày. Thì đây nè, ở trong nở này còn sót con trứng nè, nó dẫn con nó ra. Ổ này mình làm ở gần mấy đìa nè. À, chút nữa mình chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm để làm ổ trứng. Còn sót lại trứng. Trứng này chắc hư hay là không trống gì nè, hay là thối gì nè. Ha, để đây đi. Tí nữa mình đi bắt cái bầy le le con vô đi rồi chia sẻ với các bạn với bà con tiếp. Ở đâu ổ nữa? Hồi nãy con nói đâu đây ổ nữa đúng không? Thì trên đây hả? Chỗ này hả? Đó. Cỏ nhiều khi nó đẻ mình cũng không có kiểm soát kịp nữa. Nó dẫn con ra là cái chuyện thường xuyên. Các bạn thấy ở những cái clip trước thì mình quay rất là nhiều. Phía nào em? Phía này hả? Ở dưới cỏ luôn hả? Ở đây. Trời ơi, nằm khó. Kiểu này thì có đi mà có nhìn nhiều cũng không thấy nữa nè, các bạn thấy không? Đó. Đây. Đó. Bạn thấy nó khôn lắm. Rồi để mình đi bắt cái ổ la le. Bắt mấy cái con la le con vô đi rồi tiếp tục chia sẻ với bà con. Cái cách mà la le nó đẻ ở đâu. Ổ này có không em? Ổ này đang ấp hả? Rồi. Các bạn thấy cái góc quen này không? Thường á là nó những cái video trước á mình cũng bắt nó thường là nó nở xong là nó dẫn vô đây à.
nó nở xong nó dẫn vô đây. Đây nè. Kìa nó kìa. Đó kìa. Bữa hổm cái ổ này con đếm mấy trứng nha? 8 trứng. 8 trứng. Hồi nãy hình như còn trong ổ chết một con đúng không? Chết một xác một con. À, vậy là ở đây phải còn 6 con. Hương trứng còn trứng ở trong ổ đó. Vậy đây phải còn 6 con. Đây là vợ chồng đi chăm con. À, các bạn thấy chưa? Đó. Le le là nó đi cặp với nhau như vậy nha. À, con lưu ý bà con nuôi cũng phải nuôi cặp với nhau. Đó, khi mà bà con để cho nó tự nhiên ấp như vậy á thì là nó phải đi cặp với nhau. Vì thế bà con mua là phải một con trống một con mái mới được. Trong cái quá trình sinh sản, trong cái quá trình đẻ thì nó cũng phải bắt cặp với nhau, nó đi riêng để nó làm tổ. Và nó ấp trứng, nó thay phiên với nhau. Đó, đó là cái tập tính của con le le ha. Bà cho bà con một cái thông tin như vậy để bà con nào đòi hỏi mà mua một con trống mà 4-5 con mái như vậy đó, đến khi nó đẻ là nó đi cặp với nhau là nó bỏ những cái con khác, bỏ những cái con khác đẻ không trống, hoặc là nó không giữ con, hoặc là như thế nào đó, mấy cái con kia nó không đạp mái. Tại vì trong cái lúc mà nó sinh sản, nó ghép cặp với cái con này thì nó bỏ những cái con khác, nó không có ấp trứng, và những con mái đến tuổi đẻ nó không có đẻ, nó không có trống, sẽ không có phồ. Đúng là được 6 con luôn, 6 con luôn nha. 6 con vậy là cái trứng khi nó chưa nở rồi. Trứng còn trong tổ. Cái này le le này nó mới nở. Cái vỏ hồi nãy là nó còn ướt. Vậy là con này có thể là nó mới khô lông à, nó mới nở ra. Đó, các bạn kịp thời các bạn bắt vô nuôi riêng. À, để cho con mẹ, bố mẹ nó dẫn như thế này á, thì rất là lộn xộn, rất là khó kiểm soát. Thứ nhất là ở ngoài, cái môi trường bên ngoài là chuột bò nó rất là nhiều, nó tấn công, nó ăn những le le con. Và con le le này nó gặp những cái con le le khác chung bầy với nó, con lớn á, là nó sẽ tranh giành lãnh thổ với nhau, nó cắn những con non này chết, khó kiểm soát lắm các bạn. Vì thế mình phải bắt buộc phải bắt con nó vô. Bắt con nó vô để mình nuôi, mình bảo tồn, mình gây giống. Và cái thứ hai nữa là để cho con chim mẹ nó sinh sản lại mau hơn, tăng đàn, tăng cái lượt đẻ nó nhiều hơn trong năm. Để các bạn mà để nó giữ con như vậy là nó để cho con nó lớn, nó cảm thấy con nó khỏe mạnh rồi bắt đầu nó mới sinh sản tiếp. Nếu mà các bạn để nó giữ con vậy thì một năm mình thu hoạch không có bao nhiêu, không có bao nhiêu con, không có bao nhiêu trứng. Cái cách mà để cho nó tăng đàn nhanh nhất là mình bắt con vô hoặc là đem trứng vô cho mái nó ấp. Thì cái bầy này mình không có kiểm soát kịp nên nó nở giãn con ra, thì mình tiến hành mình bắt. Thì con mẹ nó giữ con rất là tốt, nhưng mình tuy nhiên mình không có cho nó giữ con đâu. Con gian nó vô cái góc đây. Gian nó vô cái góc đây. Không có con nào mà ấp trứng tuyệt vời bằng tự nó đẻ ra, tự nó ấp hết các bạn. Nhưng mà nó không thể nào mình để cho nó ấp được. Nó ấp thì nó kéo dài cái thời gian đẻ của mình, nó giữ con nó cũng kéo dài cái thời gian đẻ lên. Nó mình không có thu được bao nhiêu con trong năm hết, bắt buộc phải đem vô nuôi một coi, nuôi riêng, ấp trứng cũng riêng để cho con mẹ nó sinh sản tiếp. Thì cái ổ này được 8 trứng mà nó nở được 6 con, còn trứng thúi trong đó với xác một con nè. Con cho nó lên bờ luôn nha, cho lên bờ, cho vô cái góc hẹp á, làm từ từ thôi, đừng có làm mạnh quá nó lặn hết. Cái con nhỏ nó mới nở thì cũng dễ bắt lắm rồi con, không đến nỗi nào mà nó khó bắt như những cái con lớn. Con lớn thì nó khó. Đâu vậy? Cho nó vô góc. Khoan, đi qua coi. Đó, bắt đi, lúc này bắt được rồi đó. Lúc này bắt được rồi. Đó. Lúc này bắt được rồi, vô thế hẹp bắt được rồi, chặn cái giọt lại, nó lặn hay lắm. Rồi bỏ vô ổ đi, dễ lụm lắm. Chưa đây. Khỏi bắt giọt. Con đang lặn dưới này. Đủ 6 con không? 6 con. Rồi bắt đem vô xong bóng đèn, úp nó lại. Nó mới nở nó mình cũng dễ bắt nè, chứ nó nở được 1-2 ngày nó lặn lắm, giống như cái bài dịch trời của hôm nha. Con đậy nắp rồi, con bố mẹ này sao đó. Thấy chưa,
bay nha. Con mày bị tao bắt hết rồi. Đó các bạn thấy chưa? À, le le nó đẻ là nó đi cặp với nhau vậy đó. Con đem vô xong bóng đèn đi, hai thằng vô đi. Đó. Con để xuống là nó lại luôn á, để xuống nó lại nó đi theo luôn. Đó, thấy không? Cho các bạn thấy là con le le nó đi cặp với nhau vậy. Nó dạng không? Các bạn thấy nó dạng không? Tại vì le le mình thường từ nhỏ mà. Nuôi từ nhỏ nó vậy, nó dạng vậy. Để xuống nha, để xuống nha, để xuống nha cho Khanh. Để xuống nha. Nó già nó bay vô luôn á. Đá luôn á. Đó thấy không? Này con bố mẹ nè, bố mẹ nó. Có con ổ này thì ít có ra thăm nên bữa nay nó nở ra mới hay. Bữa nay An không đi thăm chắc mai chứ nó lặn mất tiêu luôn ha. Mới nở cái vỏ nó còn ướt. Cái vỏ nó còn tươi, nó còn chỉ máu là nó chưa khô đó. Chắc có thấy mới nở đêm hôm á, cái con này nó cũng còn yếu. Con còn yếu, nó chưa có mà mạnh, chưa có sỏi đâu. Nó nở đừng 2-3 ngày là khó bắt nó lắm. Khó bắt lắm. Ừ. Cái con mà nó đẻ là nó dạng lắm. Vô luôn á chứ muốn bay gì nè, để này thấp thấp xuống là nó vô luôn á. Thấy chưa dạng không ha. Rồi đem vô đi Khanh, đem vô đi không, vô đi, hai thằng vô đi, đi vô qua đây, đi qua đây để đá luôn hả. Con lên nó đá đâu các bạn, chích đâu. Con le nó mỏ không ra bằng chích đâu, không có ra máu đâu. Em vô đi. Chích cái mỏ nó mới nhọn, nó mới bén. Đó. Rồi. À, đi đẻ lứa khác đi. Đẻ lứa khác đi. Đem con vô nuôi giùm cho ha. Để hai vợ chồng nuôi ngoài này không tốt đâu. À, mình cũng có để cho nó nuôi nữa các bạn. Mình cũng có để cho nó nuôi á. Ở đây mình thử nghiệm rất là nhiều cách. Mình có để cho con mẹ, bố mẹ nó giữ. Nhưng mà các bạn biết không, mình nuôi ở cái mặt độ nó nhiều quá. Gần 1.000 con giống. Mà trong cái diện tích mà các bạn biết là nó mặt độ nó đông như vậy, thì cái con le thì nó thấy cái con của con le khác á, là nó lại nó cắn, nó đá, nó làm dữ lắm, nó tranh giành với nhau mà. Còn cái đó là mình nói về cái tranh giành cái đồng loại của nó. Còn những cái con như con chuột, con mèo, những rắn rồi nữa, mình bỏ ngoài này như vậy thì nó không có yên tâm. Có những bầy mình bỏ là nó mất hết, hầu như là bầy nào mình bỏ cho nó giữ như vậy đó cũng đều mất hết. Có những bạn hỏi sao không để cho nó giữ tốt hơn. Mình biết con bố mẹ nó giữ tốt hơn rồi đó, nhưng mà đối với những con mà nó ngoài thiên nhiên á, con ở ngoài thiên nhiên, ở ngoài rừng á, là nó sống ở một cái khu nào đó nó vắng lắm, nó ít. Giống như là một cái vườn nào đó nó có một vài cặp le le thôi, thì cái mật độ nó thấp lên, thì cái con nhỏ nó có thể trốn được, nó lẩn trốn vô cỏ khi mà bị những cái con khác tấn công thì có thể trốn vô cỏ được. Còn ở đây mình nuôi dày quá, thành ra khi mà con mẹ nó dẫn con ra ăn, nó gặp mấy con này nè là nó cắn nó mổ chết hết. Rồi ban đêm ngủ thì ở trong cỏ này các bạn biết nè, ở ngoài mình nuôi ở ngoài vườn mà chuột bọ nó nhiều lắm, rồi rắn rết mèo này kia rồi nó mèo hoang rồi nó nhiều lắm, nó ăn con hết. Mình để cũng rất là nhiều bài thử nghiệm rồi nên nó không có đạt, thành ra phải đem vô, đó là điều phải đem vô rồi, không có cái cách nào mà nó ưu việt hơn nữa. Thì đây là dựa theo cái tập tính của con chim le le, mình làm ổ nó. Thì đây là những cái ổ mà ở gần mé đìa, gần với cái đìa của mình. Thì các bạn xem là ở gần, đối với những cái ổ mà ở gần mé đìa thì mình có cái cách thiết kế nó khác, rút cái kinh nghiệm từ những cái năm mà trước mà mắc trứng nhiều quá. Thì ở đây hình như là mình có chia sẻ một vài cái video cho các bạn xem về cái cách làm tổ le le. Này các bạn thấy trên hình ảnh, các bạn thấy là con le le nó đang ấp trứng nè.
nó đang ấp trứng trong cái tổ. Ây da, mỏ đá, trời ơi bay ra đá dữ chưa ha. Để mình quay xa xa nói chuyện với các bạn. Thì cái tổ này mình làm bằng cái phi nhớt, tổ này mình làm bằng cái phi nhớt của mình đó, phi nhớt tầm 20 lít nè. Các bạn có thể làm những cái vật liệu khác cũng được, tại vì ở đây mình có sẵn cái phi nhớt thì mình làm cái phi nhớt ở đây đó. Mình đặt cái phi nhớt nằm ngang xuống là một lít luôn, cái đá nè, đá lật máy quay luôn, dữ dằn dữ chưa, nó đá lật máy quay luôn nè, dữ dằn nè, các bạn thấy chưa, lè nó là đẻ rồi, nó hung dữ dữ lắm rồi, con trống lại tới luôn nè đó, hai con lại ăn rác trời luôn. Ghê chưa, ghê chưa, nhầm con nó hung lắm, nó hung hơn con chích dữ. À nữa, nó gì đó, con hoàng dạ, đó, 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 bạn thấy chưa, ghê chưa. Vô thăm mỏ này nè, quất chân dép vô tài nè, nhưng mà nó cái mỏ nó không sắc bằng con chích đâu. Trời ơi, trời. Đó, hai con lại, thấy mình là ổn nó lại. Bởi vì các bạn nói gì, sao tôi không để cho cái con non nó, cho con mẹ nó giữ, tới tôi nó còn đá nên hướng chi những cái con khác, dữ lắm. Đó, 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 ghê chưa. Thì để mình nói tiếp cái tổ này để con, mình coi nó đẻ mấy trứng, còn tấn công phía sau. Các bạn chắc có thể là các bạn xem những cái video mấy hôm trước đó, mấy cái video cũ nè, cái ổ này coi nó đẻ như trứng. Thì các bạn thấy cái cách mà mình lấy thu trứng là le rồi ha. Thì hôm nay mình nói sâu hơn về cái cách làm ổ. Cái ổ cái phi nhớt á, mình nói tới cái phi nhớt hồi nãy á, thì các bạn cắt cái phi nhớt ra, các bạn chừa cái vách ngăn vậy nè, cái bực như vậy. Đừng có cắt hết cái miệng đó nha, để phân nửa là khoảng trên khoảng tấc vậy đó. Rồi các bạn lót gom vô. Lót gom vô cho con chim nó đẻ, con này nó đẻ gom hoặc cỏ khô hoặc lá chuối gì đó. Phải có cái vật liệu gì khô nó mới vô nó gửi trứng nó. Đó. Thì cái vách ngăn này để cho cái trứng nó đừng có lăn ra ngoài, lăn ra ngoài đìa đó. Trong cái quá trình nuôi có những con mà nó vô nó giành nổ với nhau, nó móc trứng, nó mồi trứng nó ra. Thì cái vách ngăn này cái nhiệm vụ là nó làm nó cản trứng lại. Con khác nó có vô nó giành nổ, nó mồi cái trứng nó tới đây, nó sẽ khó ra ngoài được. Đó, đối với những cái ổ ở gần mấy đìa. Nếu mà các bạn thấy là để cái con mà nó mồi tự do trứng ra ngoài, trứng nó sẽ rớt cái đìa mất. Cái trường hợp đó mình mắc trứng rất là nhiều rồi. Nên rút ra cái kinh nghiệm, mình phải đi gình nó nữa. Để có được cái kinh nghiệm làm cái ổ này, mình phải gình nó. Mình xem cái con nào mà đang móc trứng của nó ra. Thì những cái con khác đẻ nó đi kiếm ổ, nó thấy trứng của con này nó móc ra, coi như là ganh tị đó mà, móc ra. Thì bắt đầu mình mới cải tiến lại cái ổ, làm cho nó có cái vách ngăn vậy. Đối với những cái ổ nào nó gần mấy đìa thôi nha. Còn những cái ổ trên bờ thì nó móc ra rồi mình bỏ vô thì được. Còn những cái ổ gần mấy đìa như thế này á, thì nó móc ra nó sẽ rớt xuống nước mất luôn. Các bạn biết mà, trứng mà nó rớt xuống nước lâu quá thì nó sẽ hư. Đó. Đây là cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ thôi chia sẻ với các bạn. Thì ở trên đây, ở trên cái thùng này các bạn có thể là phủ gom, phủ cỏ gì lên cho nó tối tối, nó âm u một chút, nó bịch bịch một chút là con le nó sẽ vô đây đẻ thôi. Đó, có những tổ là nó không đẻ trong ổ này. Có những tổ nó đẻ lan ở ngoài luôn, dữ lắm. Nè các bạn. Ra ngoài này dẫm nước lò làm ghê lắm, thấy không? Để gần mấy đìa, những cái tổ nó gần mấy đìa nha. Thì muốn chia sẻ với các bạn, với bà con, với những anh em, anh chị em nào đang quan tâm với cái loài chim này, thì giúp cho bà con tìm cái tổ cho nó chính xác, rồi làm cho nó hợp lý tùy theo cái điều kiện, cái môi trường nuôi của mình, để mình làm cái tổ cho nó hợp lý cho cái việc chăn nuôi của mình được nó thuận lợi. Hồi nãy thấy đâu đang tổ nè, đâu mất tiêu rồi đó. Có những tổ nó làm như này nè, bạn thấy không? Chắc các bạn nào quan tâm thì các bạn nào quan tâm với cái kênh của mình, quan tâm về con le, chắc hẳn là các bạn đã xem nhiều cái video về le rồi, cái cách mà tìm tổ le. Đây nè các bạn, nhìn nếu mà nhìn xuống ở trên đây là khó thấy lắm. Đó, con le nó đang ấp. Các bạn nó rất là khôn không? Nó không vô độ, không vô tổ nó đẻ nữa. Mà nó đẻ lan ở ngoài, đẻ ngoài bụi cỏ nè. Nhưng mà nó tìm những cái gò nào cao nó mới đẻ nha, chứ không phải là nó tìm cái ổ nào mà nó thấp thấp nó đẻ đâu. Rồi nó đẻ rồi nó biết lấy cỏ, lấy gom nó che trứng nó lại. Các bạn mà không để ý thường xuyên nó đâu, bạn không thấy đâu.
Nếu mà các bạn không thấy thì nó nở, nó vẫn con ra là cái chuyện thường xuyên, cái chuyện hàng tháng rồi. Hầu như là tháng nào ở bên trại tôi cũng phải bắt chương như vậy hết á. Tại vì mình nuôi cái mật độ nhiều mà không kiểm, cái chuyện không kiểm soát được là cái chuyện tất nhiên rồi. Dĩ nhiên là lâu lâu nó cũng phải có một vài ổ như vậy, nhưng mà mình phát hiện thì mình cũng bắt vô sớm à, chứ không để nó nở ra nhiều. Đây, những ổ này như các bạn thấy là để ý nè ha. Nếu mà các bạn mà có đi thăm ổ đi ngang các bạn cũng đâu có thấy đâu. Đó. Làm trong cái bụi cỏ rồi núp trong cái bụi cỏ, rồi cắn gơm, cắn gác, che lại. Có nhiều bạn hỏi mình là để như vậy trứng nó ướt, nó có bị hư trứng hay không? Thì cho thì các bạn thêm một chút cái thông tin nữa. Đối với cái loài chim hoang dã này nó rất là khôn. Khi mà nó đã chọn một cái vị trí nào đó nó đẻ, là cái vị trí đó một là phải cao, cao ráo và khuất nữa, vắng vắng một chút, chứ nó không có thể, nó không có đẻ giữa đường thanh thiên bạch nhật giữa đường đi đâu. Đó, bạn thấy là nó lại vắng như vậy. Rồi khi mà nó đẻ như vậy là những lúc trời mưa là nó biết vô nó úm trứng đó, nó sẽ biết vô úm trứng đó. Lúc mà mưa lớn á, mình để ý thấy là nó ở ngoài nó vô ổ đó, nó che trứng lại. Với lại cái trứng của con le le các bạn, cái độ ẩm nó cần rất là cao. Loài chim nước cái độ ẩm nó cao lắm. Vì thế các bạn đừng có lo nó hư trứng. Khi các bạn thấy nó đẻ như vậy thì các bạn cứ để đây, đại đi, để cho nó đẻ đại đi. Nó tự giữ trứng nè, đừng có lấy cái gì che lại, rồi lấy thiết, rồi lấy cao su che lại. Nó thấy nó sẽ bỏ trứng nó. Đó, các bạn cứ để tự nhiên vậy đi. Đơn giản vậy thôi. Giống như những con này nó ở ngoài tự nhiên á, đâu có ai làm tổ cho nó đâu. Tại vì mình về mình nuôi ở trong trại, mình làm tổ cho nó để mình kiểm soát. Để kiểm soát nó dễ thôi, chứ thật sự các bạn khỏi làm tổ nó cũng vẫn đẻ nữa. Vẫn đẻ. Có nhiều bạn mà mua con giống của tôi về là làm cái tổ mà đẹp lắm, con chim nó cũng không vô đẻ nữa, màu mèo nó không vô đẻ. Làm đơn giản thôi. Các bạn không cần làm tổ nó cũng vẫn đẻ nè, các bạn thấy không? Cái này tôi đâu có làm tổ đâu, để lan ngoài nè. Đó, chạy ra. Ồ, rổ này được 6 trứng nè các bạn thấy không? Trứng còn mới. À, đẻ không? Trứng còn mới nè, à, thấy chưa? Thì các bạn xem cái video đến đây, có nhiều bạn là thấy trứng là le, các bạn muốn mua trứng là le. Nhưng thực sự là bên trại không có bán trứng là le trước giờ, là do cái lượng trứng nó còn giới hạn, nó còn ít đó. Còn ít đó mình không có bán được các bạn. Mình ấp ra con để mình bán con giống cho bà con. Với lại cái trứng sinh le le này nó khó vận chuyển đi xa lắm. Các bạn biết là cái con le le mà nó đẻ từ 2-3 trứng cho lên là con trống nó vô đây nó ấp rồi, là những trứng đầu tiên nó đã có phôi rồi. Mà có phôi mà vận chuyển đi xa nó dễ hư lắm, nên mình không có bán trứng cho bà con thông cảm nha. Khi nào mà cái trại mình đã đạt cái số lượng nhiều đi, cảm thấy mình bán được trứng thì mình sẽ thông báo cho bà con. Còn hiện tại thì chưa có bán trứng được nhiều, chưa có nhiều trứng nên mình chưa có bán cho bà con nha. Đó là cái cách mà con le le nó làm tổ. Một số chú ý cho bà con nào nuôi le le mà không biết làm tổ, không biết cái tổ đẻ ở đâu. Thì đây là một cái buổi đi thăm tổ le le, sẵn bắt cái bầy le le vô nè. Các bạn thấy cái ổ mà nó mới nở nè, mới nở lúc nãy đó. Nó còn ướt nè, nên cái con le le nó còn non. Thì nó đẻ trong đây do mình quên đó, nên nó đâu rồi, mình quên nó nở ra. Anh thấy không, những cái tổ mà ở gần mé đìa là mình làm cái vách ngăn vậy nè, mình thấy nó hiệu quả đó, là trứng nó không môi ra ngoài được. Mình làm khoảng chừng tấc thôi. Cái phi này nhé, cái phi này các bạn thấy là cái phi nhớt của mình á. Các bạn có thể làm thùng nước lọc cũng được, hoặc là những vật liệu khác cũng được, không hẳn phải làm phi nhớt thôi. Cái phi nhớt này mình thấy bằng mũ nó dày nè, mình làm mà 5-6 năm nay nó vẫn còn ok luôn á. Ha, ở trên phía trên thì che cỏ, che gơm vô, ở trong thì lót cơm mới vô cho nó. Sau này cái ổ này nở xong mình lót cơm mới vô cho nó, vô nó đẻ nữa. Đó, bạn thấy đơn giản không? Nhưng mà phải để ý một chút, những cái tổ nào ở gần mấy đìa thì mình làm cái vách ngăn như vậy để cho trứng nó đừng có gớt ra đìa. Còn để cho các bạn xem những cái tổ ngoài, ở phía ngoài đây là cái dãy tổ trong mấy đìa này nha. Các bạn lưu ý là khi các bạn đi thăm tổ á, các bạn đứng xa xa ra, đứng xa xa này rồi mình gõ gõ vô coi có con nào nó trong đó không. Nhiều khi có con chuột, con rắn thì nó làm mình hết hồn. Đó, mình cẩn thận chút, hoặc là mình lấy cái cây mình khều khều nó ra, chứ đừng có đút cái đầu vô đó rồi coi.
có nhiều bạn cũng nhắc nhở mình gặp gắn trong đó là sao, mình trước khi mình coi là mình có gõ rõ vô gì nè, có gõ như có con nào trong đó không ha. Rồi mình đứng xa xa ra ha, mình thấy là đứng xa xa ra mình quay cho các bạn xem chứ mình đâu có đút cái mặt vô đâu mà, các bạn mình sợ con gắn đó. Với lại ở trong cái môi trường nuôi của mình á, gắn ghét nó cũng còn ít, nó không có nhiều, và cái vùng của mình bây giờ hầu như là hết gắn độc rồi, không có gắn độc nữa các bạn. Đi mấy cái tổ gần mấy đìa nè, các bạn thấy nè, nè tổ gần mấy đìa nè đó. Thì khi mà các bạn nuôi le le sinh sản á, các bạn phải quan sát nó thường xuyên, phải đi thăm thường xuyên. Có những tổ mình lót nó không có đẻ đâu, có những tổ mình lót nó không có đẻ vô, nó phải đẻ, nó đẻ ở ngoài, và mình cũng phải đi kiếm, đi tìm nó, đi dập, đi tìm nó hàng ngày để coi phát hiện cái tổ nào mới, rồi để mình biết mình đường mình kiểm soát. Để nếu mà không phát hiện á thì nó sẽ dẫn con ra, hoặc là mình không biết nó đẻ ở đâu, không kiểm soát được đó. Thì ở đây là một cái khu, đây cái khu ở ngoài này là khu nuôi cũng le le sinh sản chung nữa nè, nhưng mà ở trong kia là khu vườn có đìa ha. Thì đây là những cái tổ đẻ của le le nè, đơn giản lắm, ở phía ngoài đất liền này thì mình làm đơn giản thôi, mình lấy cái miếng ton, cái tổ này nó bị mưa nó ướt rồi, nó không có vô đẻ, lấy cái miếng ton các bạn dừng như vậy, che như vậy thôi, mà lấy lá chuối vô phất gì nó cũng vẫn đẻ bình thường đó. Những cái tổ này nè, đây nè các bạn thấy mình làm tổ vô cái bụi cỏ này nè. Đó. Ở đây mình dùng cái bình nước lọc mình cắt ra thành cái dành á, cho nó đẻ, bỏ gơm vô, che lá chuối lên, lấy miếng thiết che lên, đối với đất liền, trên đất liền. Cũng đơn giản đó bạn, có gì khó đâu. Đây nữa nè, đó, lấy lá chuối che nó khúc khúc vô, cho nó bịch lại, các bạn sẽ thấy nó đẻ thôi. Chứ các bạn mà làm chi màu mè mà rồi ở giữa đường đi như vậy nó không đẻ đâu. Con le le mà các bạn làm giữa đường đi gì nó không đẻ đâu, làm khúc khúc cho nó mới đẻ. Đây có những ổ nó đang đẻ cho các bạn xem. Đây nè, các bạn lựa mấy cái gốc cây nè, ở đây mình làm theo mấy cái gốc chuối hoặc là mấy bụi nào nó khuất nha, tầm nhìn của mình đó. Nên các bạn xem lại ha, đây ổ này thôi mà thấy nó đẻ vô trong này, ổ này xa xa các bạn thấy nó đẻ nè. Thì mình dùng cái miếng ton á, miếng ton mà ton bể á, các bạn dừng vô cái miếng ton này đó, một phần bên đây là che cái gió nam, một phần bên đây là che cái gió bắc, để hai cái cửa cho nó vô nó đẻ. Thì lá chuối các bạn treo ở trên nè cho nó bịch, rồi ở trong các bạn lót cơm lót lá chuối hay lót cỏ khô gì đó cho nó đẻ cũng được. Đối với những cái tổ đẻ mà nó đang đẻ gì nè, mà nó không có nằm trong tổ á, chứng tỏ là nó còn đang đẻ, nó còn đang đẻ, nó chưa có ấp. Vì thế các bạn hạn chế thăm nó, hạn chế đụng tay vô nha. Đụng tay vô là nó sẽ bỏ, nó hôi tay nó sẽ bỏ nó. Khi nào mà nó ấp các bạn hãy đụng tay vô. Lúc mà nó ấp là mình, các bạn đụng tay vô là nó cắn, nó đá mình giống như nãy vậy đó. Là các bạn đụng thoải mái. Mà cái trứng mà nó còn mới tanh như vậy mà không có con mẹ nó trong trứng, không có cái con bố mẹ nó trong ổ, thì các bạn hạn chế đụng tay vô. Đó. Các bạn cũng phải kiểm soát, nhưng mà các bạn kiểm soát xa như thế này, ví dụ như các bạn đếm cái ổ này bữa nay là 10 trứng đi, ngày mai đếm lại cái coi nó có lên nữa không, 11 hay 12 gì không, hay là nó tuột xuống, hay là nó như thế nào. Ví dụ như cái ổ này 10 trứng mà mai nó 11 trứng, nó tăng lên trứng, chứng tỏ là cái con le le này, cái ổ này nó đang hoạt động, nó đang đẻ, chờ cái ngày ấp, chờ ngày đủ trứng là nó sẽ ấp đó. Thì các bạn phải biết như vậy, hiểu cái tập tính của con le le như vậy, để các bạn thấy con le le nó mới đẻ 1-2 trứng đó, các bạn gình mò, các bạn lấy trứng gà thế vô, thấy trứng giả thế vô, con le le nó sẽ bỏ. Trong cái quá trình đang đẻ như vậy, có đang đẻ như vậy mà nó động ổ là con le le nó sẽ bỏ.
ông ta vô là lên nó sẽ bỏ trứng. Đó, đó là những cái kinh nghiệm mà gọi là quý báu mà ít có ai chia sẻ lại cho bà con lắm, để mình chia sẻ cho bà con ha. À, những cái kinh nghiệm mà những cái kinh nghiệm mà mình đã gặp phải những cái, trong những năm trước, những năm mình nuôi đó, những năm đầu mà con le mà nó đẻ được trứng mừng lắm. Có ngày ngồi gình nó không à, gình nó quá cái nó thấy nó sợ, nó nhột đít, nó không dám vô, nó đẻ nữa, nó bỏ ổ đó, bỏ ổ cái lo lắng nó cái cảm giác nó mình đã diễn ra rồi. Chắc những bạn nào mà mới nuôi mà le đẻ được cái nó mừng lắm, chắc các bạn đã mừng lắm. Mừng thì thôi, mình cũng ngồi xa xa mình canh thôi, khi nào con le nó vô nó ấp các bạn hãy đụng tay vô. Còn như vậy mình cái việc điểm trứng là lấy cây điểm trứng, ở nhiều trứng mai nó có tăng nữa không, mai nó không tăng nữa coi sao, lý do sao nó không tăng đó, hoặc nó giảm lý do sao nó giảm, có con nào khóa trứng không, có con nào vô mổ trứng không, chuột bọ nó có vô ăn trứng không. Ở này các bạn thấy cũng khá nhiều mà nó chưa có ấp ha. Tầm 11 trứng mà chưa có ấp. Con này đầu mùa nó đẻ sung nè. Đó, đây là những ổ chim đầu mùa thì các bạn dễ lắm, các bạn biết cái con le nó đẻ ở đâu phải không. À, các bạn quan sát cái gần đó là nó có con, có con cặp nó đi gần đây nè, là cái con le chắc chắn là nó sẽ đẻ đâu đó đó, nó đẻ đâu đó à, ở bên cái dãy bên đó là tôi cũng vừa lót thêm một số ổ mới để tôi đi qua tôi kiểm tra rồi tôi chỉ cho các bạn cái cách le nó đẻ ở đâu. Những ổ này mình làm nó ha, thì các bạn nhớ cái bụi cỏ nằm gòi ở đây không, cứ cách khoảng chừng 1-2 mét là có 1-2 mét là có ổ, 1-2 mét là có ổ. À, cái cỏ nó bệt quá này, vừa rồi mình cho anh em phát cỏ, chặt bỏ, tại vì vừa rồi le nó cũng ngưng đẻ, nó thay lông, nghỉ ngơi nó thay lông rồi, mình cho nó cỏ nó chết đi đó, đỡ bệt đỡ chuột, rồi bắt đầu cỏ nó màu nó lên xanh lại nè, rồi là bắt đầu cái mùa vụ mới rồi, chuẩn bị cái mùa vụ mới. Đó là những cái ổ le đầu mùa nha. Con le gừng các bạn biết là nó đẻ vào cái tháng 5, tháng 6, từ tháng 4 tới tháng 6 âm lịch đó. Tại vì cái tháng đó là mưa nhiều, mưa nó nhiều, mồi ở ngoài tự nhiên nó nhiều, nên con le mình nó sinh sản vào cái mùa đó, theo mùa. Còn đối với cái con le mà nó ở trong cái trại mình nuôi như thế này là nó đẻ hầu như là quanh năm rồi, nó chỉ nghỉ những lúc nó thay lông thôi. Nó bắt đầu vụ mới rồi các bạn, vụ mới là nó kéo dài cho tới tháng 8, tháng 9 âm lịch. Mùa sau cũng gần hết năm mẹ nó rồi, không các bạn, thì nó nghỉ chừng 1-2 tháng, bắt đầu tháng 10 là vô đẻ nữa, tháng 10, tháng 11 con vô đẻ nữa, thì tháng này là giữa tháng 10 rồi, tháng 10 âm lịch của mình đó, nó bắt đầu đẻ lại rồi, lai gai lại rồi. Nãy giờ mình coi nó cũng sơ sơ được cũng 5-6 ổ, mới đi một vòng thôi cũng 5-6 ổ rồi ha. Một cái cầu nó đi rồi, hôm nay mưa nhiều quá, miền Tây đang vô cái đợt mà mưa nhiều. Tháng 10 là cái tháng mưa chướng, tháng mưa chướng nó nhiều, mưa nhiều lắm các bạn. Là cũng báo hiệu là đã đến cái mùa sinh sản của chim le le, chim chích cò, chim hoang dã, đã đến mùa sinh sản rồi. Thì bà con nuôi le le đang nuôi thì bà con hãy chuẩn bị, cái thứ nhất là chuẩn bị cái thức ăn, bà con phải thay đổi cái nguồn thức ăn lại. Bà con có thể là bổ sung thêm sâu canxi, hoặc là ruồi lính đen, hoặc là những cái cám công nghiệp á. Cái ổ này nó có đẻ, ổ này nó không vô đẻ mà. Thì các bạn có thể dùng cái miếng tôn nè, cái miếng tôn kẽm của mình á, bẻ đôi lại rồi lót ổ bên trong cũng được. Nó những cái ổ này nó gần với cái gốc cây cũng được, không hẳn phải làm trong cái thùng bê, không hẳn là phải làm trong cái thùng nhớt. Trời ơi, con chuột. Thì đã chuẩn bị mùa sinh sản mới rồi, bà con đang nuôi le thì bà con chuẩn bị đi, chuẩn bị mình sửa chữa lại ổ, lót ổ lại cho nó, cũng như là thuốc mồi cho nó, cho nó ăn thêm cám công nghiệp, cám gà đẻ, vịt đẻ gì đó, rồi ăn ruồi lính đen thêm. Ở trại đang bổ sung cái ruồi lính đen thêm cho nó nè, rồi chuẩn bị mọi thứ đi, chuẩn bị súng đạn đi, chiến đấu chục năm nữa. Đây những ổ gần mấy đè nữa các bạn đó, cái này mới lót hôm qua hôm kia chưa vô đẻ
ở đây có một ổ hết thôi. Ở đây có một ổ, ở đây có một ổ nó đang ở gần gốc chuối nè các bạn thấy không? Các bạn thấy được cho các bạn xem được cái sự thông minh của con chim le le nó như thế nào ha. À, qua cái góc này đi. Mình qua cái góc này mình quay nó dễ hơn. Cho các bạn thấy được cái sự thông minh của con chim le le. Khi mà nó đẻ ổ lan ở ngoài. Con chim le le của bạn là các bạn nuôi là nó đẻ trên những cái gò đất cao thôi. Mà lỡ như cái trường hợp mà nó đẻ dưới thấp á thì nó làm sao? Các bạn sẽ nó sẽ làm sao? Mình sẽ chia sẻ cho các bạn, quay cho các bạn thấy nè. Các bạn thấy là đây là cái bụi chuối nè, hổm gài mưa nó nhiều á. Nó ngập nước lên tới đây rồi. Nè, tất cả đều ngập nước hết nè. Đây là cái chủng này nó hơi thấp. Nó ngập nước lên tới đây. Mà cái tổ le le này các bạn thấy không? Nó cách cái mặt đất. Nó cách cái mặt nước nè, khoảng 2 tấc vậy, các bạn thấy không? Bữa hôm á là chưa ngập nước là mình thấy nó nằm dưới đất á. Cái tổ le le này mình thấy nó nằm ở dưới đất. Khi mà nó mưa nước nhiều quá nè, tự nhiên nó sẽ lên cao như vậy á. Thì mình hiểu ngay cái lý do là con le le nó tự độn ổ nó lên. Nó tự độn ổ nó lên, nó tự nâng cái ổ nó lên. Có nghĩa là nó cắn những cái sợi cỏ nè, những sợi gơm khô nè ở gần đó, ở gần đây, để nó lôi, nó kê cái ổ nó lên cao hơn cái mặt nước nè. Các bạn thấy cái mặt nước dưới đây không? Đó, mặt nước nè, nó xuống tới đây luôn nè. Nếu mà nó để ổ nó dưới đất á, thì trứng nó sẽ ngập nước. Mà trứng ngập nước thì các bạn biết rồi, nó sẽ hư thôi. Nó sẽ hư. Con chim le le nó rất là khôn đó, nó không bao giờ nó để trứng nó dưới nước đâu. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi các bạn thấy là nó làm ở trong cái bụi chuối như này nè. Có những cái lá chuối nó che. Nó che những lúc mà nắng á, những lúc trời nắng thì có cái lá chuối để che cho mát. Còn ở dưới đây á, thì nó lót cỏ cho trứng nó khô. Đó, trời mưa nó vô nó ấm. Bạn thấy con tập tính con le le nó khôn không? Cái tập tính hoang dã là những con hoang dã nó khôn lắm. Nó giữ trứng nó nhiều lắm. Nó khôn hơn con gà mình nhiều. Nó khôn hơn cái con vịt nhiều. Con vịt nhiều khi còn không biết che trứng nữa. Nó đẻ rồi nó bỏ nó đi, nhảy xuống la cạp cạp của nó đi. Còn cái con le le đó các bạn thấy không? Không bao giờ ướt trứng. Vì thế mà khi các bạn mà thấy con le le nó đẻ bậy ở ngoài bụi cỏ thì các bạn cứ bỏ đại đi. Không ướt đâu, không hư đâu. Bảo đảm với các bạn, không hư đâu. Nó tự biết giữ trứng đó, không hư đâu. Còn các bạn mà cứ nó khi mà nó đẻ mà các bạn cứ lấy lá, lấy đồ, lấy cao su, lấy ton, lấy thiết lại che nó là nó bỏ ổ nó liền. Các bạn cứ để đại như vậy đây. Đó, là nó tự nó vô nó giữ trứng nó được. Các bạn thấy không? Đâu rồi. Còn đây. Cái ra ngoài này. Đó. Con này nó hơi nhát hơn mấy con kia mình lại là nó quất nó đá. Nhà xung quanh làm nước hết trơn nè, bạn thấy nước. Ngập nước hết trơn nhưng mà cỏ là nó cao hơn ổ. Cao hơn cái mặt nước nó phải hình tắt đó. Mưa không bao giờ ướt. Đó là sự thông minh của con chim le le. Thông minh của con chim hoang dã. Thì cái mặt độ làm ổ á, mặt độ làm ổ các bạn theo dõi coi cái, các bạn xác định coi cái mình nuôi là bao nhiêu con. Thí dụ như các bạn nuôi 10 cặp le le thì các bạn phải làm cho nó khoảng 12 ổ, 15 ổ. Bạn làm khoảng 12 cho đến 15 ổ cho nó dư. Cho nó dư để cho con le le nó có sự lựa chọn. Còn mà các bạn làm 10 cặp mà làm 10 ổ hoặc 5 ổ nó thiếu ổ thì nó sẽ đẻ bên ngoài. Nó sẽ đẻ bậy. Làm cho nó dư. Các bạn làm ổ nhiều ổ, bạn thấy là nhiều ổ mình làm nó đâu có vô đẻ đâu. Tại vì rất có thể là nó cái vị trí nó sai hoặc là cái ổ nó không im như thế nào đó, nó không vô nó đẻ. Nè. Không vô cái ổ mình lót ở đây nó không vô nó đẻ mà nó đẻ kế bên ổ nè, các bạn thấy không? Nè, đẻ kế bên ổ nè. Đó. Đẻ kế bên ổ nè ha. À, không vô ổ này đẻ. Chắc có thể là cái ổ này mình lót không ngay hướng nó hay là không có đúng với cái ổ của nó đẻ ngoài tự nhiên nó tìm cái bên nó hơn cái bụi chuối nó đẻ thì kệ nó đi, không có quan tâm đến nó nữa. Khi mà nó đẻ đủ trứng nó vô nắp rồi mình lấy vô mình nắp đó, bạn thấy không? Cứ bỏ đại đi, không có quan tâm tới nó, đừng có đụng tay đụng gì vô nó hết trơn á, chỉ biết như vậy thôi, đứng xa xa đếm trứng thôi. Ví dụ như bữa nay 5 trứng, ngày mai có tăng lên 6 trứng không,
hoặc là mốt nó có tăng lên 7 trứng không, hoặc là ngày mai coi nó còn bao nhiêu trứng để mình biết đường mình kiểm soát nó, vậy là được rồi ha. Cái ổ cái bên không chịu vô đẻ này ha, có thấy ha. Ồ, đây rồi, đó ổ này vô đẻ nè. À, bạn thấy chưa, vô đẻ ăn trứng rồi nè, đó hay một dây trứng hết nè, kệ nó, không quan tâm nó, kệ nó đi, thì làm trong những cái lùm cây như vậy. Bỏ này có vô đẻ, chưa đẻ, cái này chưa đẻ, đó. Thì đối với cái thức ăn mà ăn cho cái con le le sẽ sinh sản vào cái mùa sinh sản, thì các bạn bổ sung thêm một chút cám gà đẻ hoặc là cám vịt đẻ gì đó nè. Ở đây mình có bổ sung thêm cái cám gà đẻ cho con le le nó ăn. Thì để cho con le le nó ăn được cám thì các bạn phải làm cho nó cái khay bỏ lúa với cám với thức ăn vô cho nó ăn chung như vậy, chứ không thể nào mà các bạn bỏ với cái phao được. Bỏ chiếc cái phao thì thức ăn nó trôi đi hết, nó tan đi hết, bắt buộc chúng ta phải bỏ trong cái khay. Nó ăn không hết thì đổ bỏ. Con le le nó ăn không nhiều đâu các bạn, nó ăn một con chừng vài hột là nó đi, nó tìm để mỗi tháng nó ăn rồi. Nó không có ăn lúa, nó không có ăn có, nó không có ăn cái thức ăn nhiều đâu, nó không có ăn lúa nhiều đâu. Chủ yếu nó ăn lục bình với ăn ốc, ăn cua, ăn những con nhỏ nhỏ vậy thôi, nó không có ăn nhiều những cái cám công nghiệp đâu. Mình bổ sung cho nó đầy đủ chất thôi. Thì đây là cái lứa le le hậu bị của mình, cái chuồng nuôi le le hậu bị của mình. Thì đó là cái đôi lời chia sẻ một chút cái kinh nghiệm nuôi le le trong những năm qua. Thì muốn chia sẻ lại với bà con, với những anh chị em nào đang quan tâm, đang nuôi hoặc là đang nuôi hoặc là mới nuôi gì đó, còn hoang mang trong cái việc mà làm ổ le le, rồi cái le le nó đẻ lan rồi có nên đem vô hay không, rồi làm như thế nào, cách xử lý như thế nào, thì muốn gửi đã trong cái video ngày hôm nay. Video cũng đã dài rồi, chắc có thể là mình kết thúc cái video ở đây. Xin chào các bạn và xin chào bà con.